rim lùng 99 nha anh em. Nó là một trong nhóm mẫu xe Thái được nhập trực tiếp ở bên Thái Lan về Việt Nam anh em nha. À, giờ con xe này mang cái biển số cũng rất là khá là dễ thương cho anh em miền Tây mình nè. Đó, 23232 ha, rất là dễ thương luôn. Nó lót ha, mỗi con nó khoảng giữa nằm số 2 thay thế nè, rất hay. Đó. Cho anh em miền Tây luôn. Bây giờ anh em có quan điểm là chính chủ gì nữa anh em ơi. Xe gì vừa tiền mà để cho mình chơi để đỡ tránh mấy cái phiền tối ha, do thủ tục hành chính nó phức tạp, gồm gã anh em. Nguyên viên em giờ mang đồ bò ốc nó còn màu luôn anh em nè, đó. Thấy chưa, rất là đẹp luôn. Này, áo giống dán keo quá à, nó dán keo nè, dán keo nè, cái áo rất là đẹp luôn ha, sạch sẽ liền lạc, nó áo sống đồ sạch trơn luôn, zin ngon, keo 1985 còn luôn nè, đó. Cho anh em mình giày phơi pháo. Nó rẻ đầu đèn này. Tại vì đầu đèn dòng này thì nông có bắt hai ngóc đó, ha. So với các đời trước đó, đời 98 trở về trước nó có hai ngóc đèn. Nó rẻ, hơi rẻ đầu đèn. Con này anh em về đi cà phê là tuyệt vời luôn. Thấy không đó, sạch sẽ, im ngon hết trơn luôn này ha. Giá cực kỳ yêu luôn em ơi, 24 củ nằm mà ha. Đi phục này em thấy là phục Future 1 đó. Đó, bô zin đầu còn luôn, biển số đẹp. Đó, giá này quá trời ô sờ kê luôn. Cho anh em. Rồi, anh em nào mà thấy nghe gu mình thì alo nha, chứ em thấy con xe này đẹp, hơi bị đẹp đấy.